Con này chào mấy bác nha. Em có một con TA33, mấy bác muốn máy lớn. Con này là một con tum to bố lớn nha. Và con TA33 thì 33 cc, 37 mm nha. Con này rất là ngon. Thì mấy bác sở hữu được một con máy cần xoay luôn. Thấy không? Rất là vip. Cái tum này lại là tum dài luôn nha. Cần rất là danh giá mấy bác coi này, tem cần nó còn luôn này. Đấy, 33. Bên Nhật họ rất là ít dùng, chẳng qua nó phơi nắng phơi mưa lâu thôi. Đấy. Rất là đẹp nha. Em cần còn luôn đó. Đấy thiệt. Rồi, ok mấy bác, thì giờ để em nổ lên cho mấy bác nghe tiếng máy. Nghe tiếng máy không? Lên lửa nghe mấy bác nha. Con này lên lửa bao bền ghê lắm, coi như là nó đang là một con TD, là biến thành một con TL đó. Thì TA với TD là nó giống nhau, chứ nó không khác gì nhau. Mấy bác nghe tiếng nổ nó chưa, nó nổ còn từng tiếng luôn, rất là vip. Máy êm ru nha, à, máy rất là êm, cực êm luôn, nổ còn từng tiếng một luôn. 37 ly nghe mấy bác nha. Mấy bác nghe tiếng máy nó bốc cực kỳ luôn. Rất là vip nha. Đây là con TA33. Máy rất là bốc nha, rất là mạnh. Mấy bác em lên lửa rất là chuẩn. Bao mấy bác xài bộ lửa nó 3 năm. Nếu như có hư hao vì gì về bộ lửa này, nếu như lửa này mà có hư nha, trong 3 năm em chịu trách nhiệm hoàn toàn. Mấy bác cứ gửi về đây là em gửi, chỉ cần gửi cái đầu máy thôi, em chịu phần lửa trong 3 năm. Đó, là chơi đến cỡ vậy luôn. Và máy này rất là chuẩn, thì tiếng máy nó còn nổ từng tiếng. Đấy, thấy ra chưa? Nó nổ còn từng tiếng luôn. Máy rất là chuẩn. Em dám bao lửa này trong 3 năm nha, hư em chịu trách nhiệm. Để cho mấy bác tự tin chốt hạ, không phải lo lắng điều gì. Rồi, bên em thì như con này bên em đang ra đúng giá 2 triệu nha mấy bác nha. Một con TA33. Con này mà rửa ra phát nữa, mới càng vừa lên chế xong thì hồi hộp nó tăng lên để bán cho mấy bác. Mấy bác sở hữu những con này về phát là tẹt ga luôn, mạnh cực kỳ luôn nha. Nó là ngang với con TL33 rồi đó, mà lại cần xoay luôn này. Vip luôn, quá vip luôn. Yên tâm, bao xài đó. Một khi em đã làm, bao xài. Và những con máy này được một cái lợi thế, lửa nó rất là dễ đó. Quan trọng, mấy bãi quan trọng nhất là bộ lửa thôi. Và đồ của con này nó nhiều. Rồi ok mấy bác nha.